Kính thưa quý vị và các bạn, như mọi người xem, hôm nay là chùa Thái Sơn nè quý vị, bầu trời rất là đẹp và ở trên nó rần giống hình như là bảy rồng nha. Ở nay thì đông lắm quý vị ơi, mọi người từ khắp nơi trở về đây để mà dự lễ Đức Phật Thầy Tây An viên tịch. Quý vị thì hôm nay là mọi người xem nè đó. Thì bây giờ đó là ở trên nóc chùa và tôi thấy là chuồng chuồng nhóc hết trơn rồi, mấy con chim bay lại cũng nhiều lắm quý vị. Mọi người có thể biết rằng đó là giống như là chim hay là chuồng chuồng này kia nó bay lại giống như là mừng cái ngày kỷ niệm của Đức Phật Thầy Tây An viên tịch đó quý vị, 12 tháng 8. Và cũng như đó là một vị khai sáng là đạo Bú Sơn Kỳ Hương dạy đạo trị bệnh độ đời và cũng như là viết kinh giảng độ đời quý vị. Thì ngài có để lại cho đời là 10 điều khiến tu này nọ vậy. Thì những lời của ngài dạy rất là hay, và cũng như đó là cái tôn giáo của ngài dạy là học Phật tu nhân, tức là hành xử ráng cho thành cái đạo làm người cho xong thôi quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Và bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đồng hành với Hoài Thương, và trong tối hôm nay sẽ có nhiều chương trình rất là đặc biệt nữa. Rất mong cô chú và anh chị em hãy xem những cái video này thật là kỹ, và cũng là sẽ hứa hẹn là video này thật là hay luôn đó quý vị ơi. Bởi vì một năm có một lần như vậy thì rất là đặc biệt nha. Ở đây thì thấy có đứa bé nó mặc cái đồ thấy dễ thương không? Hello con. Hello. Chào con. Cái gì con? Con gì? Con chuột hả? Con mở khẩu trang ra coi. Con nhiêu tuổi rồi? Con mấy tuổi? Hết cái đầu rồi. Con gần 4 tuổi. Con đi chùa hôm nay con thấy vui không? Vui hả? Con ở đâu? Rồi mặc đồ bà ba thấy dễ cưng hết sức không? Thấy mấy đứa nhỏ mặc đồ ba thấy thương lắm. Con đi nha. Dạ, ngoan quá. Mai. Quý vị, hiện tại bây giờ thì các trại đang dựng lên lần rồi quý vị. Ở đây là Hoài Thương thấy là có trại của cô chú đây nè, họ cắt lên, họ buộc bằng cái tấm cây su quý vị lên cái cây này qua cây nọ, và cũng như là họ buộc trên chiếc xe luôn. Chào cô, hồi tối mình ngủ ở đây hay là ngủ ở đâu vậy cô? Cô chú này không chịu ghi hình, nhưng mà con thấy là ở đây là mình che tấm cây su này, là tối này chắc nó cũng có giọt và nó tạt không cô? Cũng ngủ được ha. Con không có ghi hình, con quay chiếc xe này, cái tấm cây su nè. Dạ, con nãy cô nói không cho thì con quay ở đây rồi. Vậy thì cũng khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ngoại cảnh bên đây nè, đồ đạc hết rồi, giờ con quay gì con thấy. Dạ. Cái này là quần áo này ghi trong này hay gì cô? Cái này quần áo trong này hả? Quần áo đó. Như là này cũng mới cắt lên ha. Cắt hôm qua. Nó chiều hôm qua. Cắt mà cắt rồi là chút mưa. Thôi ơi. Mưa cái này cho không chú? Không hả? Có một năm nó đòn của con, cũng như con này kia ngủ ở đây nè, trôi hết luôn á. Nó trôi không còn cái gì luôn, đôi dép nó còn trôi tới đằng kia xuống dưới kia lụm á. Tại vì cái lúc đó, ví dụ nó chán, chắn bằng á. Dạ. Thành ra nó chảy không được, không rút được. Dạ. Gì đẹp gái. Trời ơi, thôi. Cô lớn mà nói chuyện kìa. Mẹ đi bán với số gì găng cỏ rụng hết trơn. Con tên gì? Con ở đâu? Gì con? Cô không quay chơi. Con ở đâu? Quay gì? Thấy tội ha. Con nhận nó lành hết sức lành nha quý vị. Thì mình sẽ đi dài ra đây nha. Bây giờ mời ông bà cô bác và anh chị em hãy đồng hành với Hoài Thương trong chuyến này.
rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Mọi người nếu mà xem video thấy được hay ý nghĩa cho hữu ích thì hãy like và cũng như đăng ký kênh subscribe cho Hoài Thương, ủng hộ tinh thần cho Hoài Thương có động lực làm thêm những video mới cho mọi người cùng xem. Hoài Thương chân thành cảm ơn rất là nhiều. Đó, mọi người thấy đúng như là Hoài Thương nói không mọi người? Là ở đây bây giờ bắt đầu bữa nay là dựng sân khấu rồi. Dựng sân khấu như thế này để mà tối nay phục vụ lễ cho bà con ca hát và cũng như có nhiều chương trình. Và ngày mai tức là ngày 12 thì người ta cũng sẽ lên đây có những cái chương trình đọc hay như thế nào đó về cái diễn văn hay là ra sao của đại lễ 12 tháng 8 ấy đâu quý vị. Người ta làm lễ ngoài này luôn. Đó. Và ngày mai ở trong khuôn viên của chùa người ta cũng sẽ làm lễ ở trong khuôn viên của chùa luôn đó quý vị. Và người ta cũng gọi là cúng vào lúc nửa đêm á, thì vậy Hoài Thương sẽ cố gắng để mà thức để mà quay cho mọi người xem. Từ nửa đêm thì người ta cúng là khoảng cho tới sáng luôn đó quý vị. Quay lại trong ban tổ chức chùa ta sẽ có những cái hành lễ này nọ thì mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người coi nha. Bây giờ chạy cơm này là đông cứng hết trơn rồi. Ngoài chiếc gà là một nhà sản xuất thực giá, một công ty giải dược quốc gia, không còn là một nhà. Này là từ thiện miễn phí hả chú? Dạ dạ dạ. Đây mình phát cái gì cho chú? Trà cam với cà phê. Trà cam cà phê là đây. Đoàn của mình ở đâu chú? Đoàn mà đó Kinh Tàu. Nhân ngày 14 tháng 11 nhiệt tình luôn. 1807 dương lịch tại làng Tần Sơn. Miễn phí mà phải mời cái đó luôn đó. Ủa này tôi cho cơm rượu nữa hay cho con hay là dấu ô con? Cơm rượu hay dấu ô con? Kem. À, một bạc kem luôn hả? Tặng kem luôn. Ngon không chị? Trời ơi. Dạ. Quen thấy coi trên clip hoài nè, hoài hoài gì nè phải không? Hoài Thương. Dạ. Coi trên clip nè. Cảm ơn mấy con nha. Vậy là bữa nay mấy con thấy con clip lại đó. Ơi, mấy con ở đâu mà mình đi ở đây vậy? Sạp thiên. À cũng nhiều chỗ nha. Mình chừng nào mình về mấy con mấy chú? Đó, đi đây rồi còn đi chơi muộn nữa. Tối nay có ở đây không? Không, đi đâu nữa đồ vậy. Chào sư. Dạ. Rồi chào mấy con đi nha. Chị đi. Qua sống dặn trượt lại năm 1844. Dặn quá. Mấy cái thau nước cam này ngon quá mấy con. Nước cam cà phê rồi mấy chú mấy con ơi. Ở bên này không biết là cho gì với con, ở đây mình cho gì con? Cái trà đường, rồi xăm một bé, rồi cà phê. Trà đường, xăm một bé, cà phê. Wow, đầy đủ món hết trơn ta. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Rồi, cái này là mình để sẵn luôn, cái này là mình bưng. À cho sách là mình bưng nguyên này cho người ta đó ha. Rồi tính được ở đó luôn đó hả? Dạ, chào con. Chị thay nhà. Dạ. Con xin ly cà phê đi con. Dạ. Con xin ly. Dạ được, ly rồi, uống ly này rồi. Dạ con hai cho chú nào uống ly cà phê mà nó đưa nó ngay cầm này cho nó rồi. Năm ngoái mất tám tiền hỏi cho đó rồi, năm nay lại cho đó bị mất nữa. Đi lễ không? Cái canh sẵn là gì á? Cái chỗ ngoài thương đi mới vô là cái chỗ cái phòng đó, cái hai nhà con kè, cái hiệu gì không biết nữa ta. Thầy biết bên trong huyền đại gia này cái giỏi. Tại vì mấy thằng là Việt Kiều nó lấy luôn cái mấy bơ luôn Việt Kiều Mỹ á. Hỏi chỗ nào mình tránh chỗ đó ra, không biết chỗ nào. Ngoài thương, ngoài thương. Ủa
cảm ơn con đi nha. Ở chị mới biết. Dạ ở đây hả? Trang ngồi. Ủa đãi gì đấy sâm hả? Ồ sâm này thấy ngon quá vậy. Này là lá, này là lá muối. Thịt sao bự luôn. Đây sâm. Sâm. Không lẽ sâm. Ở đây là giờ An Giang là phải lo. Ngày 12 tháng 8 nè. Tối có cơm ăn, có bún, trà, lá nước, có sâm luôn. Dạ. Anh chị em nào cứ việc ngày 12 tháng 8 về đây. Hầu như là về An Giang là đầy đủ hết. Các lễ nào cũng có. Đây là chạy cơm số 3 luôn nha. Mà quay chạy cơm luôn. À, ngon này, chúc mọi người bán đắt nha, bán từ thiện đắt nha. Dạ. Yeah. Hôm qua nay tôi tìm mấy ông không gặp ông ơi. Ngon. Chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan này mình gồm có cái gì, cái gì gì hai? Dạ. Dạ. Quá ngon. Ngày 15 tháng 8 cô bác nào có đi lễ ông cụ Nguyễn Tình Nguyễn Trung Trực ghé chạy cơm số 3 ủng hộ dĩa cơm. Dạ. Với mà dùng chè dưỡng nhan cô bác ơi 25 tháng 8 cô bác. À, thì lúc đó là hoài thương con cũng đãi nước ở dưới nữa. Còn người kế con hai, con đãi nước từ thiện cũng là sâm nè, cà phê, hạt é rồi nước suối này nọ đó, nước cam đồ thì con đãi miễn phí dưới, con cũng mời mọi người luôn. Nếu mà có dịp đi thì ghé nơi trước chợ cơm số 3 là ngay cổng vô đó, ở chỗ ông Đình đó, và thì sẽ ghé dùng ly nước và ăn với cơm. Rồi đòi gì nữa. Miễn phí nha tất cả. Dạ, không đòi. Chia sẻ yêu thương. Dạ, rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi bây giờ mình đi vào quý vị ơi, làm gì mệt không quý vị? Dạ không, Quynh ơi, có mỏi chân à, nhưng mà cái mệt đó nó đổi lại cái vui. Thì tưởng là mỏi chân mình nằm đứa đâu mình ngồi đi. Không có mỏi chân mà sưng chân à. Sưng chân à. Thì Hoài Thương cũng có đãi tiếp nữa quý vị, nhưng mà lúc đầu rảnh thì mình đãi tiếp thôi. Thì vậy mọi người có thể đi ngang đây mà ghé dùng thưởng thức ha. Sau khi đi ngang không gặp Hoài Thương thì đừng có nói là Hoài Thương nói mà không có đãi, là không phải. Hoài Thương có đãi luôn, nhưng mà là tại vì là đôi khi mọi người đến là lúc đó Hoài Thương đi quay hay gã là mất công việc á, nên không gặp Hoài Thương thôi. Chứ Hoài Thương rảnh là sẽ lại đãi tiếp những cái gian nước của anh em như thế này, giống như là Hùng chia sẻ với nhau để mà cùng nhau đãi quý vị. Đây, gửi yêu thương cho mọi người. Bây giờ mời mọi người đi vào bên trong nha, để tôi chạy cơm nha. À, cái này là nóng hỏi gì đó hả? Thần thật luôn. Ừ, còn ở nhà chẳng đặng một đống luôn. Ừ, tay nãy nấu biết mà. Cơm ngon quá mấy cô mấy chú. Dĩa ớt cũng ngon, cái tô ớt kìa. Rồi mình thấy có mấy món đủ hết trơn ta. Dạ. Ớt là thấy là con biết ngon rồi. Con có ăn rồi. Dạ. Dạ 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 được được. Nam mô A Di Đà Phật, ông ăn ớt vậy thầy. Ăn dữ hơn con nữa. À cái này là dầu. À ông cho nhỏ thuốc nhỏ mát. Thuốc nhỏ mát cho miễn phí á. Ta đem tới chỗ ta cho luôn, thấy quý quý vị. Quá quý luôn. Bữa này đông quá đông. Hoài Thương nói mà từ hôm bữa mùng 8 tới bây giờ đôi khi muốn khàn tiếng luôn, đau họng như vậy. Ừ.
Đức Phật thầy Tây An thì ngày vợ theo gọi là tạo nhân đó quý vị, học Phật tu nhân. Quay đi, quay lên, đưa lên. Ngon không mấy cô? Ngon. Dạ. Mình ăn sáng giờ là mình ăn mấy chén rồi cô? Ăn mấy chén, ăn tô rồi tao muốn phải. Vậy hả? Mình có ăn cơm chưa? Cơm. Vậy mình phải thưởng thức cơm mới biết được cái cơm à, như thế nào. Vậy dẫn hẹp đi chơi nha. Dành là biết phải đo. Ê, bà dẫn cá ra đi với coi. Thấy ở chỗ này nè, là bà con ở đây lựa rau cải để mà phục vụ ở trong đó quý vị. Ở này mình đãi gì với con? Chè, chè luôn. Trời ơi. Dạ. Hết sức ngon. Dạ. Đã cho bà con nghe nè. Ở đây nè, ta đang gọt phai cao bí mớp tùm lum hết trơn. Gọt phai cao hả con? Đây, vô không biết nữa quý vị. Chào sư huynh. Này thì nguyên một cái thùng cơm rất là lớn nha quý vị. Bữa nay ở đây mình có món gì với món gì vậy sư huynh? Lên trên bàn đó. Trên bàn còn xào. Xào bột chả. Mắm kho nữa hả? Kho. Cà chiên hả? Cà chiên. Quá nhiều món là hết biết đường điểm rồi. Chua. Mệt không? Mệt không anh? Qua. Mệt không? Lai gai, lai gai hả? Gà công viên đó sao mọi người coi nè. Nó làm cũng dữ lắm. Quá vui. Kém nè, kém này ta ăn đúng hoặc là ta ăn gỏi. Dạ, mấy cô đang rửa chén nè. Đó, trong đó ta bưng ra đổ đó mọi người. Rất mong ông bà, cô bác và anh chị em hay ủng hộ tinh thần cho Hoài Thư cũng như cô chú anh chị ở đây bằng một like. Và ai chưa đăng ký kênh YouTube của Hoài Thư thì xin mời quý vị hãy đăng ký kênh YouTube của Hoài Thư. Và cũng như bật chuông thông báo nha quý vị, để được thông báo khi Hoài Thư đã lên những video mới tiếp theo nha. Ngon cô. Dạ ngon. Bánh tét ngon quá. Dạ. Rau này đặt làm cái gì cô? Nấu canh chua. Cài chua nữa kìa. Cài chua. Cái đằng kia thì có mớt. Kho hả? Ủa nấu canh chua chứ. Dạ. Bên đó ta đang bào xả quý vị. Là muối xả đó. Đó. Dạ quay chia sẻ cho bà con coi. Ủa ở đây mình làm này làm món gì vậy cô? Bánh canh. Bánh canh hả? Wow. Con quay rồi. Con quay nãy giờ. Nhồi bột rồi. Này bánh canh quý vị. Nhất.
cà kho tại chiên, cà phê. Xay cái gì đây dữ ta. Tuyệt vời. Good. Ta sẽ lượt ngày nọ, ta lọc cái đây vậy. Người ta mới đem nó đổ vô khuôn, ta ép lại. Ở trong này mình coi bánh mì này mình làm gì xưa anh? Kho này làm thịt tao gọi anh ơi. Quá hay gì ta, bánh mì làm thịt tao gọi chay quý vị. Rồi đang làm nè, đang làm tuyệt vời luôn. Cái này tiếp theo công đoạn của mình là sẽ là làm gì? Trước tiên là mình công đoạn của mình đó là bột với nước cốt dừa, bột ba gạo với bột mà mì ngang nước cốt dừa. Và nói tiếp đi. Rồi với mình để gia vị vô à. Mình xử ba thường non thì ngâm mình dắt cho khô. Rồi cái mình ướp gia vị là xong. Không không hấp à. Mình ấy làm đó rồi mình để cái mình nhặn rồi chút nó xíu nữa là khoảng từng tiếng đồng hồ cái mình cắt ra. Ồ, gì hả? Dạ, các cây còn mình chiên mấy cơ nước nè, anh coi kho bản bánh kìa. À, vậy hả? Cảm ơn nha. Trời ơi, thịt kho ba rọi hả? Ngon quá. Nhà con ở Kiên Giang. Rồi nữa xuống Kiên Giang hả? Dạ, Đình Ông Nguyễn con cũng đẩy nước ở dưới nè. Rồi... con cũng đẩy nước ở trước chạy cơm số 3. Dạ. Ở cái món này là món gì cho anh? Đậu hũ chiên lẫn nóc canh. Dạ. Ở đây mình bao nhiêu nồi cơm đang anh? Còn theo bữa đông thì mình nấu nhiều cũng lấy 7 8 thùng. Đông là dữ hơn nữa hả? Dạ. Bữa nay đông rồi đó. Dạ. 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 D
vậy đó. Dạ dạ. Ngon lắm. Thịt như miếng thịt nữa. À, con chào cô, chào anh đi. Thịt chay, đúng rồi, con nói chay mà. Dầu. Dầu này mấy chú chuẩn bị làm gì mấy chú? Chiên mít lại làm kho. Là mình kho ha. À. Đổ vô là chút xíu nữa là chiên. Dạ. Ủa, thấy ngoài này đắp cái này là cái gì ta? Đắp xác đồ hủ lại cho nó đừng bị khói lên đó. Đựng khói với hai nó đựng cho đổ nóng lên đó huynh. Dạ. Dạ. Rồi này đắp lại đây, chữa nó đi như là như kiểu không? Cơm này. Xin phép lên đây. Còn mấy cái này canh mà. Đi canh chua, canh chua. Trời ơi. Đó đó rồi hả? Đồ xào kìa ngon quá vậy, canh với đồ xào kìa quý vị. Chua thật cảm ngon lắm. Dạ. Này giống anh ăn chèo xuồng luôn á. Thầy đi ra chèo xuồng chứ nè. Dạ, thịt luôn. Quá tuyệt vời. Này đang ngon quá. Đồ xào đem lại bà. Dạ, đúng rồi. Hãy chắc nó luôn. Quá ngon, quá ngon. Hấp dẫn quá. Ở đây là mấy nồi cơm á. Cái này nồi cơm hay gì anh? Cái nồi gì không biết luôn. Cái này chắc nồi ta nấu nước hay là gì á. Cơm đây nè. Cơm với cơm hấp đó quý vị. Ở đây người ta hấp thôi. Đây nóng quá rồi. Thường ra được quê nóng như lắm. Gì không nổi. Nước bừng tới chỗ luôn kìa. Nước bừng tới chỗ luôn kìa. Dạ được anh đưa cho mấy cô đi anh. Trời quý quá. Rồi em cảm ơn nha. Mời quý vị. Ở đây đòn cơm ta đãi nó cúng nữa vậy. Cúng người ta cắm ở trên cái khúc mớt của bên cành. Còn người ta đãi cái gì ta cúng nó đó. Dạ, mấy anh canh hấp dẫn ngon quá Quỳnh ơi. Dạ. Thấy bà con có mấy người kia nó ăn hấp dẫn luôn á. Anh đẳng ngon. Dạ. Mình đãi chừng nào mình mới nghỉ với anh canh này xu Quỳnh hả? Thì mình đãi hoài là tới đãi nào hết thôi à. Mình cứ nấu trực tiếp hoài tới, bún gì nấu hoài hoài tới nào hết thôi là chiều đó. Trời ơi, vậy sao? Trời ơi. Đãi tới khoảng cầm có 3-4 giờ chiều. Đúng vậy đó, mình cứ nấu hoài đó, nấu sức minh mông nấu hoài tới. Dạ. Ai ăn thì đang heo quý vị. Dạ, cảm ơn Quỳnh ơi. Bánh canh ngon không mấy cô? Ngon. Cái con đồng bào dân tộc quý vị, đôi khi người ta không hiểu tiếng Việt canh á. Nước. Cái đó người ta đãi nước mía luôn à. Nam mô A Di Đà Phật. Đi ăn chưa? Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, vừa đấu tranh từng là hậu phú an toàn của lực lượng cách mạng, nơi tính nước tàn dị đào hầm bí mật là cơ sở tình bây giờ ra đây không quý vị tiến tới lương thực thuốc men cho toàn bộ và tổng cách mạng, như là hạn nhân dân chỉ còn đấu tranh chiến trường. Mọi người xem các cái gian hàng hai bên á, người ta bày bán quần áo nè, đồ ăn thức uống nè, đồ lưu niệm nè, đầy đủ hết trơn quý vị. Dạ.
đi móc sâu móc đầy, móc hấp dừng, đi móc dừng ngược, các loại, các loại, mọi người xem này thấy không, là hai bên ta có bán đồ cúng luôn quý vị, tức là bình này kia cúng luôn á, nha không? Ở đây thì người ta chặn xe không có cho chạy xe vào, trừ khi những cái người mà ở trong ban tổ chức hoặc là người dân tại nhà trong này thôi, người ta mới được chạy xe vào. Chứ nếu mà khách thì đậu xe ngoài hết nha quý vị. Đó thì bây giờ mọi người có thể xem nè, thấy phía bên này thì là cây lâm dồ của Đức Phật Thầy Tây An ngày trồng đó quý vị. Thì từ đó tới giờ rất là lâu rồi, cây này cũng là một trong những cây cổ thụ luôn đó quý vị. Đó, về mặt tâm linh thì cây này có rất là nhiều nhưng mà hoài tôi không dám nói. Mọi người thấy cây không? Khủng khiếp bự chưa? Đông bà con quá, đông người dân đến đi đây. Hôm nay tự nhiên thấy chuồng chuồng hay quá đèn luôn. Ở đây thấy cơ quan chức năng các trung tá mà người ta còn gác đó quý vị, để mà phục vụ trong cái lễ hội. Bịch tép có thấy thằng bé hàng trước nó mặc cái bộ đồ đạo thấy nó dễ thương quá quý vị. Đây nhỏ xíu nè, hello, sao hello lại chú? Hello lại chú kìa, đây sợ, đây sợ chú rồi. Sao sợ con? Dạ sợ Tài Thiên hả? Đó mọi người thấy nè, là giờ người ta đã cắt trại dân liều dân võng ở đây rất là nhiều rồi quý vị. Đó, mọi người thấy không, khu vực này thì người ta ngủ nghỉ ở đây luôn. Chùa đó mọi người, bầu trời hôm nay rất là đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đâu cũng trái gì đây vậy? Ủa cái này trái gì ta? Cái này trái gì vậy con? À sao gọi ra nhiều quá, tôi trái cốc mà không phải trái cốc, không phải trái ổi luôn. Dạ ai biết trái gì thì bình luận cho hoài thương biết nha quý vị. À thôi thì đến đây thì hoài thương cũng xem video của mình nãy giờ cũng hơi dài vậy, bây giờ chúng xin kết thúc video tại đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo em. Chúc cho quý vị chúng ta có một mùa lễ hoặc là an lạc và cũng như đi viếng thì luôn khỏe mạnh. Chúc cho ông bà cô bác và anh chị em luôn gọi là bình an trong cuộc sống. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật.